Đi ra. Coi chơi cái này của cháu này nó lên đời. Dạ. Rồi cô chú năm nay nhiêu? À 70 rồi. Chú 70 hả? Dạ. Cô chú người Hoa đúng không? Dạ, người Hoa. Đây là cái nhà này chắc cũng lâu năm lắm rồi chú. À, lâu rồi, sống 2 chế độ rồi. Sống 2 chế độ. Dạ, dạ thời trước với thời này. Ý thì đi chùa. Rất gần quá một thiếu năm chứ. Xong rồi cô kêu vô nhà chơi, vô nhà chơi. Vô nhà thấy xe quá trời luôn nè, trời xe cuộc đẹp quá trời luôn nè. Dạ. Cô nói xe nào cô? Trời ơi. Coi chơi, coi chơi. Coi chơi thôi. Dạ. Coi chơi thôi. Dạ, coi chơi thôi. Coi cho biết thôi. Bà con, có thấy ai giống tôi không? Tự nhiên đi vô vô nhà anh ta cái đi vô thẳng luôn. Dạ. Dạ. Coi chơi thôi. Dạ. Coi chơi thôi, xin. Đi. À, xin à? Xin. Đây. Đây. Đi rồi. Này nè, coi chơi thôi nè. Coi chơi thôi. Cái này sừng cặp bò. Coi chơi thôi chứ không có lấy đâu nha. Đừng, đừng phập tôi nha. Không có đâu. Không có, không có. Xin. Không sao đâu. À, xin à? Coi đi, coi đi, coi cái cậu cậu. Ồ, cái xe này lâu lắm hả chú? À, không phải, không phải lâu. Cái này cặp mới năm 2018 à. Ồ. Là sừng cặp bò. Sừng nó sừng cặp bò. Ôi. Nguyên con của Dập Phách. Cho nên là đúng xe đua luôn á. Ồ, xe đã quá vậy ta. Nghe nó cái chơi cái giấy là 2 triệu mấy đó. Dạ. Cái bàn đạp đó đó. Cầm pin nó 2-3 triệu á. Dạ. Ủa mà cái này xe này chú cô chú mua đâu vậy? Hả? Cô chú này mua người ta xách tay ở bên Nhật vậy á. Dạ. Dạ. Xách tay bên Nhật vậy á. Ồ, xe đẹp quá chồng. À. Rồi cô chú để vậy sao người ta biết luôn, người ta mua người ta bán mà. Những người nào dạ. Thăm rồi là có điều kiện. Ồ, dạ. Cái nhà của cô chú giống như cái nhà Ba Giang vậy hả? Ờ. Cái nhà dài á, giống như cái nhà dài người Hoa đó, thời gian trước là nè, ở cái gian trước là cái phòng giống như phòng khách, người vô trong là phòng ngủ, phía sau là nhà bếp phải không cô? Dạ, dạ phải. Đúng rồi, đúng giống như cái nhà dài người Hoa đó, mình xưa mình đi. Con quay con chụp cái cảnh này cho đẹp. Ở nước ngoài nó mua gửi về cho đó. Dạ, cái gì cô? Cái gì bình bông của Quốc Lộc Thọ gì đó. Dạ, xin lỗi cô tên gì, chị tên gì? Dạ, tôi là Lý Quế Lan. Dạ. Dạ. Đây là bác Lý Quế Lan. Dạ, con bác. Dạ. Một cái gì bác là bác chưa bác quý danh bác tên gì bác? Lý Thành. Bác tên Thành. Bác tên Thành hả? Thành xe đạp. Thành xe đạp. Xe đạp. Lý Quế Lan, dội cái tên hay quá. Ở đây là kêu là Ý Lan không đó? Ý Lan. Tên ca sĩ. Một cái riêng. Dạ. Nó cái xe này rồi cô chú tính bán nhiêu đây? Của anh Trung nó gửi. Chứ nó 40 triệu. 40 triệu hả chú? 40 triệu thì ta lỗ tới mười mấy triệu là đi. Ồ. Lên đồ nhiều lắm đó. Dạ. Mua sách tay ở Sài Gòn. Dạ. Mua năm mấy triệu lận. Dạ. Bây giờ không có chạy á. Dạ. Muốn lên đời. Năm mươi mấy triệu, đội xe đẹp quá không ơi. Dạ. Xe này chất lượng lắm. Có mua là tôi kêu alo xuống là hai bên nói chuyện đồ, tôi ý không có chim. Hiểu à, hiểu chết này là hiểu, là hiểu của Mỹ. À. À dạ. Đồ thì đồ của Nhật. Correct. À tức là cô chú ta gửi đây rồi. Chứ gửi bán giùm. Dạ. Bán giùm. Ồ. Bán giùm. Chứ cái xe này là của người trên Sài Gòn hả? Dạ chứ không, ở đây không, Cần Thơ. Không, người ở Cần Thơ. Dạ. Dạ, người Trần Phú á, nhờ ý bán giùm. À. Mày ta mua tới 50 mấy triệu lận. Nhờ Ý là Ý Lan á. Ý Lan, dạ. Ý người Tiều chưa Ý. Người Tiều á. Dạ, người Hoa. Dạ, người Hoa, người Tiều dạ, hả? Ý dạ, Ý người Hoa, mà sanh đẻ tại Cần Thơ. Ồ. Dạ. Mấy đời ở đây là Ý? Dạ, thứ hai đời rồi. Chứ đầu trước. Dạ. Ủa, vậy, lâu dễ sợ. Dạ. Ủa, cái nhà nhìn thích quá à, thiệt luôn á. Hả? Cái nhà dài, nhà người Hoa này, cái đi mà ở bên Malai này hay là Malacca, dạ. mấy cái khu mà Little, người ta gọi là khu phố người Hoa đó, người ta gọi là phố tàu á, là thường thấy những cái nhà giống như này. Yeah. Ủa thích quá. Thích quá ha. Dạ. Biết đâu đủ duyên nữa mình có gì hợp tác. Con quay cái này bên đây coi vô cho cháu nó dư ý chuyển gửi về mãi cho nó coi, bên nước mình Mỹ gửi cho. À vậy hả? À. Ở Mỹ nó gửi về cho. Ở Mỹ là con cô hay là cháu? Cháu nhỏ. Ồ, vậy là nếu mà coi là thế nào lên kênh của Coleman sẽ thấy cái món đồ này nha. Dạ, dạ. Tại dạ. Vì cô, tại dạ. Vì cô chú muốn... Dạ, để nhận những cái gì gửi về bển á. Cái thường. Để gửi mấy cái bánh gì. Trời ơi, đây trồng toàn xe không à. Dạ. Cái này đủ duyên nha, biết đâu là gặp... không biết kia bằng cậu, kia bằng gì. Đổi đời coi. Đổi đời. Ủa, xe độc quá vậy ta. Dạ.
mua mấy cái xe này hay lắm, là đi thì thích vô cùng. Xe đó đẹp lắm, xe Nhật á. Này cũng xe điện hả cô? Dạ. Xe điện, cái đó xe điện. Xe đạp điện là đúng không? Đúng không? Dạ. Dạ. Cái đó xe đạp điện. Ủa xe. Nhật. Không rờ chút xíu mà làm gì dữ vậy? Xin, taxi à? Taxi à, gặp em. Ủa giờ cô chú ở với ai, có hai người à? Dạ, với hai đứa con đi làm việc. Hai người con có ở đây không? Dạ, dạ thưa ở đây. Ồ, dạ. Dạ. Ồ, quý quá, cái dịp Tết thấy đăng cho gì mấy những người vé số, những người nghèo đồ đó. Dạ. Ý mừng lắm. Dạ. Dạ. Hôm qua con xuống đây con quay này giúp cho cái chú bán gỏi khô bò đó. Dạ. Chú Tư bán gỏi khô bò. Gỏi khô bò. Ủa xe này còn chạy được không ta? Được, được đang chạy. Gắn sạc điện á. Dạ, này. Nó gắn sạc, sạc điện. Có cái bình á. Gắn sạc điện. Xe này chạy là khỏi đụng hàng luôn á. Cái này mình cũng bán giùm ta hả chú? Của nhà, cái đó của nhà. À, để sáng xong chú chạy đi thể dục á. À, chú của xe của chú hả? À. Trời ơi, cái xe này dễ thương quá à, mấy xe. Xe này cũng là xe điện nè. Dạ. Xe điện. Ủa, bữa nào xuống có thời gian xuống. Có thời gian xuống coi mua đi rồi dưỡng làm ok. Không ở đây là mua là chạy liền nha. Dạ, chất lượng. Là dưỡng là dưỡng tự làm luôn. Dạ, tự làm dạ, luôn. Dạ, ồ độc đạo. Dạ. Dạ. Lượng. Dưỡng Thành. Dạ. Dưỡng Thành ở Ý. Dưỡng Lan. Rồi, nhà nhìn cái gì cũng xưa cái bộ. Dạ. Phải nó đủ duyên đó, con gái nó sửa lại chuẩn bị đi làm, nó ấm ơi có nó Sài Gòn xuống kìa, đang ơi. À. Rồi nó ấm. Dạ con gái của dạ, Ý hả? Dạ gái cái chị dạ, đó là ở Ý này làm. À. À 40 năm rồi đó. Ở ồ, ồ dạ. Làm ở đây 40 năm rồi. Con người làm mà làm 40 năm. Ồ dễ sợ. Chứ con gái cô đâu? Con gái của chị đâu? Nó đi làm mà làm. À là nãy mới chỉ hả? Dạ. Trời ơi. Chị mới biết đó là ngồi đón. Trời, ngồi dưới đón. Nãy đi vô là thấy ý dạ. Ngồi ngoài kia. Dạ dạ. Không ý vô chơi. Dạ. Nha chứ không phải dạ. Bạn coi bạn không hiểu tưởng là tự nhiên tôi đi sọc vô nhà người ta tôi luôn. Cộng đồng. Để cộng mời đồng nước uống ha. Dạ, thôi giờ chắc anh vô dạ thăm dạ. Chúc anh chị sức khỏe nha. Dạ, dạ. Em xin phép em đi gặp khách nha. Bữa nay em xuống em lưỡng một chiếc xe. Dạ, dạ. Kiếm chiếc xe điện. Con có quay cái này chưa? Quay phía sau cho con. Dạ rồi, dạ. Sau quay tới hả? Dạ. Chiếc xe độ. À xe độ. Không mà phải mua xe của chú độ mới được, đi xe điện á, xe đạp điện hay hơn. Dạ. Chứ con quay đóng gạo trước á. Ồ, cái đóng cái gạo này để làm gì vậy con? Gạo. À gạo để làm từ thiện đó hả con? Dạ, dạ, dạ. Ồ, dạ. Ôi ôi. Cái nhà con sẵn quay đi luôn, gửi cho cái cháu con nó thọ đi. Gọi cho thầy là chú nó đi, dạ, 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 gạo. Gạo này sao con, người ta gửi tới hay là sao con? Mình mua trên miên. À. Châu Đốc. À, mua châu Đốc xong rồi mang về, dạ. Dạ, dạ, mình phát quà cho anh ta. Ôi. Dạ. Nhìn hai cô chú dễ thương quá, mà thấy phúc hậu quá bà con he. Người Hoa ở miền Tây đó, dạ. Người Hoa ở Cần Thơ. Người mấy... Hoa người Cần Thơ. Dạ. Người Hoa người Cần Thơ. Có cái chụp có một cậu thọ không dạ. Con? Cho cháu nó gửi, cho cháu nó coi. Nhớ bàn thờ nó nè, cái gì vậy? Mù lô. Cầm mù lô. Dạ thấy hết đó cô. Đi xin tầm mà đó, bển nó mua về. Dạ. Thì, cô nói chung ý là muốn Ý Lan hay là cô Lý Quế Lan muốn đưa mấy cái hình ảnh này qua cho con cháu ở bên nước ngoài á, tại vì không có cô không biết làm sao nên là mới nhờ mình quay đó nha. Các bạn xem các bạn thông cảm. Xong rồi các bạn nói trời cái khổ lắm, cộng đồng mạng nhiều khi có nhiều bạn cũng nói lung tung dưới đầu lắm. Dạ thôi em xin phép. Dạ Phật gạo. Dạ, dạ, gạo. Dạ, dạ. Rồi cô chú tự mua xong rồi tới đây phát cho người ta dạ, tại đây hả? Dạ, có. Dạ, dạ. À, người ta tới đây người ta tự nhận hay sao? Cô nhận thường làm bên tâm thần. À. Và nếu có được giúp cho tâm thần kinh quý lắm. Dạ. Có dịp là giờ sớm là Ý Lan dẫn tâm thần. Dạ. Tâm thần kinh đó. Dạ. Tới là 700 vị ở Bà Xe Âu Môn. Rồi ở Vị Thanh, Vị Thủy thì 300 vị. Bệnh viện tâm thần đó hả? Tâm thần. Dạ, của nhà nước có, tư nhân có. Ủy Lan làm thường lắm. Đi nấu bánh lọt, nấu nuôi, nấu chè đậu xanh, đồ các cái đồ đó. Dạ. Dạ. Cho nhiều lắm. Dạ. Cho là xuyên suốt luôn, chùa cũng cho. Dạ. Kệ mà. Ừ. Dạ. Dạ thôi vậy xin phép thôi nha. Dạ 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 xin chào. Dạ dạ xin anh chào cô. Dạ dạ khỏe nha. Dạ. Dạ chào em nha. Ủng hộ cho tâm thần. Chào em trai. Em gái em trai. Dạ. Cảm ơn thầy. Cảm ơn thầy.
Ủa xe mình đóng rồi. Dạ không nhớ rồi. Quý vị các bạn thân mến, trên đường đi đôi lúc là gặp có những cái con người đơn giản mà bình dị, họ thân thiện tới cái mức mà mình không thể hiểu luôn á. Đây cái nhà của cô chú là số 149 đường Phan Đình Phùng. Ở nơi đây là bán xe đạp, mà bán xe đạp mà nghĩa địa mấy đời luôn. Hai vợ chồng dễ thương vô cùng luôn. Nãy cái mình thấy cô ngồi đây xong cái cô quát rồi vô nhà chơi, cái mình đi vô luôn. Rồi đứng nói chuyện thôi, thấy vui quá, thấy dễ thương quá nên tranh thủ bóc cái máy lên quay để chia sẻ với quý vị và các bạn. À, thật ra cuộc sống đôi khi mình cũng không cần cái gì mà nó phức tạp hay là cái gì đau to búa lớn hết. Gặp được một con người nào đó đã là cái duyên. Đó, mà đi chung được với một con người nào đó thì nó là nợ. Và thật ra trên đường thiên lý của mình, chúng ta sẽ gặp rất là nhiều người lướt qua đời, nhưng mà chúng ta lướt qua cuộc đời của họ một cách đơn giản, còn mình thì mình lại rất là quý, thấy ai mình cũng thích, thấy ai mình cũng thấy có cái gì đó rất là đặc biệt, rất là thú vị. Dạ xin chào tạm biệt quý vị các bạn, một cái kỷ niệm rất là đẹp của mình ở Cần Thơ. Đây là gia đình của chú Thành và cô Lý Quế Lan, cái tên cô rất là đẹp luôn. Dạ Ý Lan, cô gọi là Ý Lan, ở tại người Hoa, sống ở hai ba đời ở Cần Thơ này rồi, là cũng là người Cần Thơ nhưng mà gốc Hoa. Xin chào tạm biệt quý vị các bạn.